mua vừa bán xin kính chào. Hôm nay thì Thuận Mua Vừa Bán đưa quý vị đến địa phận huyện Tân Trụ của Long An. Những năm gần đây thì Tân Trụ của Long An nổi lên như một địa phương thu hút rất là nhiều nhà đầu tư về bất động sản. Những dự án bất động sản lớn, những khu công nghiệp lớn đang dần hình thành ở Tân Trụ. Và Tân Trụ cũng được sự quan tâm của chính phủ và nhà nước rất nhiều. Cụ thể như việc viếng thăm trung tâm thương mại của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, rồi việc về thăm chợ Tân Trụ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Bên cạnh đó, việc phát triển công nghiệp của Tân Trụ hiện nay đang phát triển rất mạnh, như cụm công nghiệp An Nhật Tân, giáp ranh với khu công nghiệp Thuận Đạo, khu công nghiệp Long Can và cách không quá xa thành phố Tân An cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Thì Tân Trụ đang nổi lên như là một điểm nóng về bất động sản. Hôm nay thì Thuận Mua Vừa Bán sẽ đưa quý anh chị, quý nhà đầu tư đến một số mảnh đất thuộc Tân Trụ. Và tôi tin chắc rằng đây sẽ là những mảnh đất đầu tư tốt cho quý anh chị. Cảm ơn. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi thì cho quý vị thấy được một Tân Trụ đang phát triển như thế nào. Và việc đầu tư bất động sản tại Tân Trụ đang trở nên rất sốt. Hôm nay thì tôi xin được phép được giới thiệu với quý anh chị, quý nhà đầu tư một mảnh đất tọa lạc tại quê Mỹ Thạnh, Tân Trụ. Mảnh đất mà tôi đang đứng ở đây là mặt tiền đường đan nông thôn 3m, xe 7 chỗ, 4 chỗ, đậu tới đất. Chiều dài của mảnh đất là 20m, ngang mặt tiền đường là 24m. Hiện tại thì đang có 3 sổ riêng, một sổ 5m, một sổ 5m và một sổ 14m. Tổng giá trị cho mảnh đất này là 1 tỷ 700 triệu. Nếu tính từ vị trí mà tôi đang đứng, chỉ mất 5 phút để về bên thành phố Tân An, mất khoảng 2 phút đi bằng xe máy để đến ngã tư Lạc Tấn, nơi có những tiện ích như chợ, trường học, khu dân cư đông đúc, điện nước đầy đủ. Hiện tại thì với cái giá bán là 1 tỷ 7 thì quý vị sẽ sở hữu được là 24m mặt tiền. Nhưng nếu quý vị mua từng sổ nhỏ, ví dụ như một sổ 5m thì sẽ có cái giá là 400 triệu cho 5m. Thì với cái mức giá này thì nó cũng không quá gọi là quá đắt, nhưng quý anh chị sẽ được sở hữu một mảnh đất với đầy đủ các điều kiện, và tôi tin chắc rằng đây là một lựa chọn đúng đắn.